phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Xin chào quý anh chị của bạn đã đến với buổi tập guitar cùng với Vĩnh Khánh. Và hôm nay chúng ta sẽ tập một cái câu intro rất là kinh điển luôn của dòng nhạc Bolero với dòng La Thứ, cũng khá là dễ luôn. Nó không khó mà quan trọng là chúng ta đánh nhiều nó êm. Chúng ta nên chia sẻ về tường nhà mình để chúng ta lưu trữ lại. Cái câu này nó rất là hay, nó rất là kinh điển luôn. Và chúng ta có thể áp dụng với bất kỳ bài hát Bolero nào cũng vậy ha. Đó, thì nó vừa kết hợp giữa note ngang cao để chúng ta ôn lại, để chúng ta học solo intro note ha. Giọng La Thứ rất là dễ. Sau đó kết hợp thêm note của ba ngang đầu nữa, thì một cái bài này chúng ta sẽ học được note của ngang thấp và nó gọi là ngang cao và nó ngang thấp luôn. Nên nó rất là tuyệt vời. Với anh chị các bạn lấy đàn ra cùng ghi chú lại và cùng tập chia sẻ với tường nha. Tại vì chúng ta khó mà lưu trữ lại những clip hay như thế này lắm, và cũng khó tìm thấy lắm. Nên là chúng ta lưu trữ lại là một điều rất là tuyệt vời. Ok. Rồi, bắt đầu tới câu đầu tiên. Thì chúng ta có La Thứ là bát dây 5 và chặn 3 dây ngang 5. Đây là ngang số 5 nè. Khánh dán cái phím đây để cho mình biết ngang số 5. Bát từng từng là chúng ta, cái này là phần rô đi màu mè, chúng ta có thể có hoặc không cũng được ha. Cùng 3 dây 3 là nó đô đó, là đô đô si la tần tần đô si nghỉ la tần tần đô si la sol la la dây 1 nè, dây 1 là la đó. La sol la. Làm lại. Từng ba đô si la. Hai. Rồi cái này làm đơn giản chậm chậm thôi, không làm cũng được, nhưng mà câu này phải tập nè. Lại xuống cái. La si đô rê nè, mọi người thấy ngón không ạ? Áp út nè, la nè, dây 4 ngang 7 nè. La si đô rê mi, bát dây 5 và dây 2. Mi chặn 3 dây nè. Mi là thứ đó. Mi 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 lại xuống cái. Mi mi fa mi rê. Đây là dây 3, thấy nè. Rê lại xuống. À, rồi chúng ta bắt đầu là hết cái đoạn ngang cao rồi chúng ta quay lại ngang 1. Son la si do re. Re này re chúng ta đánh son trưởng nè. Re 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 mi re do, gọi là re nè. Son la si do re. Re re mi re do trưởng. Mọi người thấy cái thế tay bấm mà nó linh linh hoạt và nó sắp ngón rất là thông minh. Chứ mình bấm vậy rồi mình vô vậy nó khó. Nó út nè. Rê đô. Mi la. Mi son la si đô hòa trưởng. Rải xuống cái. Đô rải xuống cái. Đô rải xuống cái ha. Rồi. Đô 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 là dây 2 nè. Làm lại. Đang đang đây nè. Đang nè. Mi son la si đô, nếu này là bát pha đô là dây 4 dây 2, còn nếu mình chấm chặn là dây 6 dây 2. Đô đô đô, đô rê đô si mi 7, si là dây 6 mà vậy, dây 7 thế vậy ha. Si đó, si nè, hai xuống cái hoặc là vị trưởng cũng được. Si si do re mi fa mi re do si la ra ta re ra ta la. Con đường xưa em đi vang lên mái tông thề, ngõ hồn dần tái tê. Anh làm thơ phú quý qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Rồi chúng ta làm lại ha. Cái này nó
nó quan trọng nhất là chúng ta nên tập chậm, và chúng ta nên thấy cái sắp ngón là một cái sắp ngón rất là để chúng ta áp dụng vào những cái bài cho cái ngón mình nó đi nó đẹp và nó linh hoạt chút xíu, nó êm chút xíu ha. Làm lại nè, là từng từng đố si nghĩ, từng từng đố si la, từng từng đố si la son la, la si do re út nè, re mi 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 fa mi re son la si do re 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 hai mi re do mi son la si do 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 re mi do si rồi. Hãy làm lại một lần nữa là quý anh chị các bạn có thể là thấy hay chia sẻ về từ nhà mình và bấm theo dõi kênh, đăng ký theo dõi ha, cũng như là có ý kiến thắc mắc comment bên dưới, và nếu thấy hay bấm like, nghe rõ bấm like luôn. Thank you rất nhiều. Chúng ta nên lập chậm và làm lại, cũng như là cứ kiên nhẫn mỗi ngày chút xíu thôi, chúng ta sẽ êm cái ngón của chúng ta thôi. Khánh cũng vậy thôi, ngày xưa Khánh cũng không đánh được như vậy đâu. Quan trọng là chúng ta cứ vui vẻ và mỗi ngày chúng ta làm xíu là nó êm mà không có khó. Vụt tốc thì bất đạt, cái gì nó cũng phải từ từ êm. Chạy xe cũng vậy, chạy xe tay ga thì chúng ta phải rồ máy, rồi nhẹ nhẹ từ từ bắt đầu ga nó lên bơm đầy lên rồi thì nó chạy nó rất là êm, chứ không có thể nào chúng ta vô cái nó sốc liền được nha. Ok, làm lại. Phần sẽ vô thường xuyên, còn giọng nam, giọng nữ cao đó nha, là thứ. Còn giọng nam chúng ta có thể kẹp cao bô ngang 3, đánh những cái nốt như vậy luôn. Thì ngang 3 thì tính ra ngang này là ngang 1, kẹp cao bô ở đây tính ra ngang 1, thế thôi. Khá đơn giản, cảm ơn quý anh chị các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Share về tường, subscribe kênh, bấm like, ý kiến thắc mắc comment. Thank you so much, chúc một buổi tối êm tay, tập đàn vui vẻ và êm tay, ngón tay mình lả lướt nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.